kiện hoạt động kích cầu du lịch chào hè được tổ chức theo các cụm trung tâm du lịch của thành phố Hạ Long xuyên suốt dịp nghỉ lễ từ 30 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5. Trong đó, loạt sự kiện hoạt động điểm nhấn tại khu vực phía đông thành phố có chủ đề Hạ Long Quảng Ninh – Điểm đến của những nụ cười diễn ra từ 16 giờ đến 23 giờ 30 ngày 1 tháng 5, gồm lễ khánh thành bãi tắm Hòn Gai, bãi tắm cộng đồng dành cho nhân dân và du khách, diễn diễu đường phố, chương trình nghệ thuật Hạ Long Quảng Ninh chào hè 2021 với sự tham gia của các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam tại quảng trường 30 tháng 10, lễ hội hoa và chương trình nghệ thuật Hạ Long kỳ quan hội tụ tại quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Hạ Long. Tại khu du lịch quốc tế Tuần Châu là các hoạt động với chủ đề Tuần Châu Hạ Long bừng sáng kỳ quan đảo Ngọc, gồm lễ khánh thành sân golf Tuần Châu, khai trương công viên điêu khắc, động thổ dự án tổ hợp dịch vụ căn hộ khách sạn, chương trình biểu diễn nghệ thuật với sự tham gia của các hoa hậu, diễn viên, ca sĩ nổi tiếng, bắn pháo hoa tầm thấp cùng loạt hoạt động vui chơi giải trí, diễu hành, trình diễn trực thăng, thủy phi cơ, dù lượn, tàu du lịch. Tại khu vực bãi cháy là các đêm đại nhạc hội EDM và nhiều chương trình văn hóa ẩm thực hấp dẫn. Ngoài ra còn có loạt các sự kiện văn hóa thể thao du lịch khác như lễ hội đền Đức Ông Trần Quốc Nghĩễn, triển lãm tranh ảnh nghệ thuật và chạy sáng tác văn học nghệ thuật Tôi yêu Hạ Long, hội thi thả diều, biểu diễn sức ba miền, âm nhạc đường phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hạnh nhấn mạnh, chuỗi các sự kiện hoạt động độc đáo hấp dẫn sẽ tạo không gian lễ hội rực rỡ ấn tượng, là điểm nhấn khởi động cho mùa du lịch hè của Quảng Ninh. Đây cũng sẽ là những sản phẩm du lịch đặc sắc trong dịp nghỉ lễ thu hút du khách cả nước đến với Quảng Ninh. Đồng chí hoan nghênh sự tích cực chủ động của các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn trong việc tham gia đồng hành cùng tỉnh và thành phố Hạ Long tổ chức các sự kiện hoạt động, không chỉ góp phần kích cầu phục hồi du lịch Hạ Long Quảng Ninh mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí đề nghị các đơn vị địa phương liên quan chú ý phân bổ, tổ chức các hoạt động chất lượng xuyên suốt dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 để phục vụ người dân và du khách. Phương án tổ chức vừa đảm bảo trang trọng, hài hòa, vừa tạo không khí lễ hội sôi động hấp dẫn. Chủ động các phương án đảm bảo kỹ thuật, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, an ninh trật tự trước, trong và sau các sự kiện. Tăng cường công tác truyền thông quảng bá rộng rãi trên các kênh truyền thông uy tín của quốc gia và các địa phương về các sự kiện hoạt động nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa, thu hút đông đảo người dân du khách cả nước để khẳng định thương hiệu Hạ Long Quảng Ninh, điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn.